chúng ta đang thấy một trận đấu kịch tính, một trận đấu đang so kè giữa Sà Lông 2 và Trà Cuông, hai chiếc ghe cùng của Mỹ Xuyên đang so kè với nhau trên dòng sông Marlboro. Bên phải màn hình trong trang phục màu đậm hơn đó là Trà Cuông, ghe số 24, trong trang phục màu vàng là Sà Lông 2. Bây giờ thì Sà Lông 2 đã bắt đầu vượt lên, bắt đầu nhỉnh hơn. Liệu có bất ngờ xảy ra hay không, chúng ta cùng chờ xem. Sà Lông năm nay đến với dòng sông Marlboro hai ghe, thì theo chúng tôi được biết chiếc ghe số 1 mới là chiếc ghe chính của các anh em, còn đây là chiếc ghe số 2. Tuy nhiên hiện nay chiếc ghe số 2 cũng thể hiện một phong độ rất là tốt. Sà Lông màu vàng, Trà Cuông màu xanh, hai chiếc ghe vẫn còn xe kè với nhau và đích đến là hiện ra. Chúng ta cùng chờ xem. Với trận thi đấu này chúng tôi nghĩ rằng cần phải chờ trọng tài ở điểm đích kết luận như thế nào. Một trận đấu cực kỳ hấp dẫn giữa Trà Cuông và Sà Lông.